Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải hôm qua 12 tháng 10 cho biết vừa có báo cáo nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông cầu Cần Thơ 2 sẽ nằm phía hạ lưu cầu Cần Thơ hiện tại khoảng 4,5 cây số. Công trình có điểm đầu kết nối với dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phía Vĩnh Long và điểm cuối nối với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau tại nút giao IC2 phía thành phố Cần Thơ. Cầu có chiều dài khoảng 15 cây số, dự kiến được đầu tư xây dựng trước năm 2030. Chiều dài nhịp chính cầu Cần Thơ 2 được chủ đầu tư nghiên cứu hai phương án. Phương án 1, đầu tư cầu đường bộ cao tốc và đường sắt cao tốc đi độc lập theo quy mô 4 làn xe. Theo đó, tổng mức đầu tư cho cầu đường bộ cao tốc khoảng 19.700 tỷ đồng và cầu đường sắt cao tốc khoảng 14.000 tỷ đồng. Với phương án này, cầu dây văn sẽ dài hơn 1 cây số, trong đó chiều dài nhịp cầu chính 550 m. Trong trường hợp điều chỉnh quy mô đầu tư 6 làn xe, tổng mức đầu tư cầu đường bộ cao tốc khoảng 22.300 tỷ đồng. Phương án 2, đầu tư cầu đường bộ cao tốc và đường sắt kết hợp theo quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 27.900 tỷ đồng. Với phương án này, cầu dây văn dài hơn 1,1 cây số, trong đó chiều dài nhịp cầu chính là 550 m. Trường hợp điều chỉnh quy mô đầu tư 6 làn xe thì tổng mức đầu tư khoảng 32.300 tỷ đồng. Việc hoàn thành đầu tư cầu Cần Thơ 2 phát huy hiệu quả các dự án kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đó là hoàn thiện việc kết nối tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, thông toàn bộ tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau. Công trình này kết nối với các tuyến cao tốc trục ngang, quốc lộ trong khu vực, giải tỏa ách tắc và giảm tải tai nạn giao thông.